Dạ vâng, Sơn là Trần Audio Hà Nội. Xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ở ngay dưới video clip này thì có một ấn đăng ký màu đỏ. Em là Trần, mời các bác đăng ký kênh bên em để chúng ta cùng nhau có thể là theo dõi cũng như là cập nhật những dòng sản phẩm audio mới nhất. Và hôm nay thì rất vinh dự shop Đặt Trần về được một cặp loa khủng của hãng Pioneer. Cặp loa Pioneer S922, một dòng loa đẳng cấp đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản. Cặp loa này được ra đời vào những năm 1980 với cái kích thước cao lớn và đồ sộ cũng như là chất âm thuộc cái top và huyền thoại của Pioneer rồi thưa các bác. Nói đến dòng Pioneer S922 là nói đến những phân khúc mà hay, những cái phân khúc trong cái tầm tiền quá là đỉnh cao. Cặp này thì nó có một cái kích thước đồ sộ. Chiều cao của em nó lên tới 91 cm các bác nhé. Chiều rộng là 47 và chiều sâu là 34. Cân nặng của cặp loa rơi vào khoảng 70 kg, tức là mỗi quả nó nặng 35, rất là nặng, mỗi quả nó nặng 35 kg. Về cấu hình loa thì như các bác đã thấy thì nó có 4 loa trên một thân thùng. Đầu tiên là một loa bass 40, tiếp đến là một loa mid 26, một loa chép dom và một loa siêu chép điện. 4 loa trên một thân thùng. Có 4 loa nhưng mà cái thông số của nó rất là dễ đánh thôi. Trở kháng 6,3 ohm, công suất là 80W và độ nhạy là 94 decibel, một thông số khá là lý tưởng. Đối với cặp loa này thì các bác chỉ cần đánh vào những cái dòng âm ly Sansui Pioneer bình dân thì đã ra tiếng rất là hay rồi. Và quay trở lại chi tiết thì mời các bác chúng ta cùng xem. Cặp loa này thì thiết kế hai vế đối xứng trái phải và hàng về thì trong cái tình trạng xuất sắc luôn. Ở trong nhà thì nguồn ánh sáng không được tốt lắm. Đây, em sẽ cố gắng quay chi tiết cho các bác. Đầu tiên các bác nhìn giúp em cái phần vỏ. Đặc trưng của dòng Pioneer S922 nó có cái phần vỏ thùng rất là đẹp. Cái màu của nó thì nó có một nét đặc trưng riêng. Khoe cái vỏ có một chút cho các bác cùng xem. Đây, khoe cái vỏ một chút cho các bác cùng xem. Nó có một cái vỏ vân gỗ màu đỏ, nâu đỏ. Đấy, quay cả hai chiếc cho các bác cùng xem cái vân gỗ nó đẹp như thế nào. Chiều cao của em nó 91 cm. Đấy, các bác nhìn. Đây, chiều cao 91, đấy, nó đến hông của em luôn. Chiều cao 91, chiều rộng là 47 và chiều sâu là 34-35. Phần vân gỗ rất là đẹp. Thùng vách cũng như là góc cạnh thì tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, thùng góc cạnh rất là đẹp, không một tì vết. Quay sang chiếc bên này cho các bác xem. Đấy, rất là đẹp, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cái phần mặt sau của em nó này, quay mặt sau trước tí nữa sẽ quay cấu hình loa. Thì cặp loa này thì nó có phân biệt hai vế trái và phải, phần hậu còn rất là đẹp, không sứt mẻ bể lở gì. Một số các cái thông số nằm ở đây. Pioneer model S922. Đấy, made in Japan các bác nhé. Đấy, phần cọc loa đây. Rồi đi vào câu chi tiết cái cấu hình của nó. Cấu hình của nó này. Đầu tiên là một quay từ dưới lên trên thì chúng ta có thể thấy là một loa bass đường kính 40. Bass này là màng carbon. Màng carbon này thì nó giống như trên các đời HPM 700, HPM 900, các cái đời S180 ba la mã, rất là nhiều đời dùng các màng carbon này. Đấy, màng carbon. Quả bát này thì sử dụng gân mút, còn quả mít này thì lại sử dụng gân vải. Đây, chép dom, một chép dom này và một chép điện này, siêu chép điện này. Ở đây có hai vi tinh chỉnh. Hai vi tinh chỉnh này thì nó chỉnh cho hai con chép này chứ nó không chỉnh cho con chung này. Đây các bác thấy không? Nó chỉnh cho giải cao này và giải super này. Đây giải chép và giải super chép. Đó. Về cấu hình cũng như là tuyến loa thì còn rất là đẹp. Chi tiết luôn. Màng carbon căng mọng, gân tròn xoe. À, rất là đẹp. Tiếp theo thì đến cái phần e căng đi. Đây. Em này thì nó sở hữu một cái lưới e căng phải nói là còn rất là đẹp. Đấy, từ trên xuống dưới nhá, đầy đủ logo. Bên trong của nó thì khung gỗ này, zin nguyên bản đấy, các bác thấy không? Bụi này, nguyên bụi em còn chưa lau.
đấy, khung gỗ này, vải zin, lưới zin còn nguyên cả e căng đấy, lau chùi đi hết bụi bặm thì sẽ đẹp long lanh. Cặp này thì thôi buổi trưa thì mình test nhẹ nhẹ thôi, cũng không có thời gian để mở to thì các bác thông cảm, thì em xin test nhẹ nhẹ thôi, test nhẹ nhạc nhẹ nhẹ để cho các bác cùng nghe. Và cặp này thì bên shop có giá rất là tốt, 22.500.000 đồng, rẻ hơn các loại shop khác cũng khá. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì mời có alo cho em. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hơn thù, chẳng gian dối lọc lừng vì kiếp người sẽ vô. Vân gỗ của em nó thì đẳng cấp, không một cặp loa nào có những cái vân gỗ đẹp như thế này. Với cái kích thước đồ sộ như này thì nhiều bác chưa hình dung ra đâu. Đây em đặt cạnh hai con âm ly Sansui 8080 rất là lớn rồi, mà so với cặp loa thì còn không là gì cả. Các bạn có thể hình dung ra cái kích thước của cặp loa như thế này nhé, rất là khổ. Chẳng nổi tiếng muôn tiền chuyện thế sự nơi trần. Quan tâm thì mời quá hãy nhanh tay alo cho em, sản phẩm chỉ có một cặp duy nhất, một cặp duy nhất và giá bán 22.500.000 đồng. Shop đặt trần với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác. Bắt đầu quan tâm mời quá hãy alo trực tiếp cho em. Test một chút nhạc Bolero nhé để các bác thưởng thức chất âm của cặp loa này. Đối với những cái dòng loa này, các bác chơi các cái thể loại nhạc Bolero thì sẽ rất là mượt luôn, rất hay, đẳng cấp Pioneer, một đẳng cấp không thể chối từ. Và giá rẻ hơn những cặp S180A, tại sao chúng ta không chơi cặp loa hoành tráng và chất lượng như thế này? Giá chỉ rẻ như cặp HP100 thôi. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non, ai ra đi mà không từng đến riêng, xa người yêu mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ. Bye.
đạn pháo binh. Mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà. Vâng, em là Trần, cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Bác nào có nhu cầu quan tâm cặp loa, mời các alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác.